Hướng dẫn chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là căn bệnh xảy ra quanh năm và gia tăng vào mùa mưa. Đây là căn bệnh lây truyền do virus dengue gây nên. Loại virus này có khả năng lây truyền từ người bệnh sang người lành qua vết mũi đốt Aedes aegypti hay còn gọi là mũi vằn đốt. Để chăm sóc và điều trị tốt nhất cho người bệnh sốt xuất huyết, mời các bạn tham khảo những thông tin sau đây. Dấu hiệu nhận biết. Triệu chứng lâm sàng của sốt xuất huyết rất đa dạng, từ không triệu chứng mức độ nhẹ cho đến mức độ nặng và nguy kịch, thậm chí là tử vong. Trong những ngày đầu, bệnh thường có triệu chứng giống với nhiều loại bệnh do virus khác như cúm A, COVID-19, nên khó phát hiện, dễ bị nhầm lẫn và bỏ sót chẩn đoán, dẫn tới không được điều trị kịp thời, làm cho bệnh diễn biến nặng, nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Ở mức độ nhẹ, người bệnh sốt cao liên tục kéo dài từ 2 đến 7 ngày. Người bệnh rơi vào trạng thái mệt mỏi nhiều kèm theo đau đầu dữ dội vùng trán, đau nhức hốc mắt, đau mỏi cơ và khớp, nổi ban rát sẩn hoặc ban xuất huyết ngoài da. Ở mức độ vừa, người bệnh có các dấu hiệu cảnh báo như vật vã hoặc ly bì, lừ đừ, chảy máu cam, chảy máu chân răng, ban xuất huyết nhiều ngoài da, nôn ói nhiều, đau bụng, gan to, tiểu chảy, nước tiểu ít sẫm màu. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo này, người bệnh không được chần chừ, cần nhập viện ngay để theo dõi điều trị nội trú. Ở mức độ nặng, người bệnh cần được theo dõi điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Các dấu hiệu của xuất huyết dengue nặng bao gồm sốc tụt huyết áp, tràn dịch đa màng như màng tim, màng phổi, màng bụng, rối loạn đông máu gây xuất huyết nặng toàn thân như xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não, ho ra máu, đái ra máu, máu tụ lớn trong các khối cơ, suy chức năng đa cơ quan như suy hô hấp, suy tim, suy gan, suy thận, có thể dẫn đến tử vong. Cách chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết tại nhà. Bệnh ở mức độ nhẹ, người bệnh có thể theo dõi điều trị ngoại trú tại nhà bằng cách nghỉ ngơi, chườm mát, uống paracetamol hạ sốt khi sốt cao từ 38,5 độ C. Thuốc paracetamol là thuốc hạ sốt chỉ định trong sốt xuất huyết khá an toàn. Tuy nhiên, thuốc có khả năng gây độc trên gan thận, đặc biệt là khi dùng liều cao từ 15 g trên ngày đối với người lớn hoặc dùng thuốc đúng chỉ định nhưng kéo dài từ hơn 1 tuần. Thuốc đặc biệt có nguy cơ gây độc trên gan cao đối với người nghiện rượu. Liều dùng trong điều trị sốt xuất huyết là 15mg trên 1kg thể trọng, cách nhau từ 4 đến 6 giờ, không nên dùng quá 4 lần trên một ngày. Ở mức độ vừa và nặng, cần đưa bệnh nhân nhập viện ngay để theo dõi điều trị nội trú. Về chế độ dinh dưỡng, người bệnh cần bổ sung đảm bảo 4 nhóm chất cơ bản, bao gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Quan trọng nhất là cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể. Ngoài nước lọc, có thể dùng các loại nước trái cây như cam, chanh, dừa tươi hoặc nước canh, nước cháo, dùng dịch bù nước và chất điện giải. Người nhà nên để bệnh nhân uống từ từ thong thả, vì việc uống quá nhanh, quá nhiều cùng lúc có thể sẽ gây nôn, đầy bụng. Các loại thức ăn cần được chế biến lỏng, nhuyễn, dễ tiêu như cháo, súp, sữa. Ngoài ra, trong thời gian này nên kiêng ăn hoặc uống bất kỳ loại thực phẩm nào có màu đỏ, nâu, đen để tránh nhầm lẫn với tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Ngoài ra, để phòng tránh căn bệnh này, chúng ta cần áp dụng những biện pháp sau. Bảo vệ tránh không bị muỗi đốt, ngủ màn ban ngày, không cho trẻ chơi ở những chỗ tối, đuổi muỗi, đốt nhang muỗi, xịt muỗi, mặc quần áo dài tay, dùng kem thoa chống muỗi, vệ sinh nơi ở, môi trường sống xung quanh sạch sẽ, phát quang bụi rậm, phun thuốc diệt muỗi, dọn dẹp những chỗ muỗi tiết đậu, nghỉ như dây treo quần áo, chỗ tối. Diệt loang quang, không nên trữ nước trong nhà, đậy nắp thùng chứa nước, giúp rửa chuồng trại thường xuyên, dọn chỗ đọng nước trong và quanh nhà, thả cá bảy màu ăn loang quang. Lưu ý, không tự ý truyền dịch tại nhà vì có thể dẫn đến phù nề, suy hô hấp, đe dọa tính mạng của người bệnh. Không cạo gió vì khiến người bệnh đau, gây chảy máu và nhiễm trùng. Không tự ý dùng kháng sinh vì sốt xuất huyết là bệnh do virus, kháng sinh không có tác dụng điều trị. Các thuốc hạ sốt không được dùng khi sốt xuất huyết aspirin, ibuprofen. Người bệnh điều trị sốt xuất huyết tại nhà cần được theo dõi chặt chẽ, tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, cần được xét nghiệm công thức máu, tiểu cầu hàng ngày để đánh giá mức độ bệnh và có hướng điều trị phù hợp. Tuân thủ tái khám đúng lịch để tránh biến chứng đáng tiếc. Cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời khi có một trong các dấu hiệu sau: cảm giác khó chịu hơn mặc dù sốt giảm hoặc hết sốt, không ăn uống được, nôn nói nhiều, đau bụng nhiều hơn, tay chân lạnh, ẩm, mệt lả bứt rứt, chảy máu mũi, miệng, xuất huyết âm đạo bất thường, nôn
ra máu, tiêu phân đen hoặc máu đỏ, có các hành vi thay đổi như lú lẫn, kích thích, vật vã hoặc ly bì, trên 6 giờ không tiểu tiện. Sốt xuất huyết là căn bệnh nguy hiểm với nguy cơ biến chứng rất cao. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người thân yêu, thì mỗi người hãy chủ động tìm hiểu về căn bệnh này và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.